sao em thấy thấy nó có nhưng mà say không mà nói được. Mày không về đâu thì không về tao đắp nhà đấy. Cho đi lúc nào nghỉ lại về chơi về các em nhé, hay là về mà ở nhà không với bà nhá. Má con gửi bà ít tiền mua sữa. Chị cho tiền con mua sữa rồi. Cảm ơn má. Cảm ơn má. Cảm ơn má. Cảm ơn má. Chào em nhá. Con ở nhà ngoan nhá. Chào má nhá. Nhà với bà ngoan nhá, không được khóc nhá. Lời nhá. Ở với bà nhá. Đi làm nhá. Bye bye nhá. Bye. Bây giờ chị dành cho đèn muôn nhá. Bye nhá. Vâng, chào bà. Chị đi rồi. Đi đâu con? Dạ. Này, ra đây, ra đây, ra đây. Mà đi lấy. Mà lấy cuốc. Đi đâu nhé. Ra đây, ra đây, ra đây. Không được. Làm được. Ô, bà lấy ở trên đấy cho con đào nhé. Con nhìn cái này nhá. Đây này, nó đập phục vào đây này. Con đào, bà đào. Đào đi, đào đi nhá, con bà làm nhá. Đào đi, con đào, đào trồng cây đấy à.
con này cho con. Bà sẽ đau đầu lắm. Sai nắng sao rồi, thấy mụn nó khóc nhưng mà sai không mở mắt được. Để con dìu bà vào trong này. Sai nắng thôi, thấy mụn khóc rồi nhưng mà không dậy được nổi. Ôi nắng quá, bà đi làm việc cố cho nó xong đấy, nhưng mà bác biết cố cho nó xong nha. Ôi nắng thế này mà bà đi làm việc nắng. Ở con á. Ừ, cầm mũi cho bà đi con. Để cô đưa bà vào nhà đấy nhé. Con á. Ôi con á. Ôi con bà. Thôi con, nằm xem bà. Nằm, bà nằm xem. Ôi, sài nắng đấy bà. Nắng nó còn đi làm việc. Nói con đi. Nằm đây nhá. Đừng về làm nước, đừng cho bà uống. Ah.
nói dậy uống tí nước gừng mà. Nóng cái bánh. Uống từ từ thôi, nóng. Đỡ thế nào cho bà? Đỡ nhiều rồi. Nhưng mà cái bà nằm xuống. Bà uống thêm một tí nữa. Bà nằm xuống nghỉ thôi. Đây. Đấy, bà ổn đấy. Này. Con ơi, bà đó. À, bà đó thế nào chưa bà?
Đỡ một tí rồi cháu. Bà cứ nằm nghỉ đi. Vâng. Nằm nghỉ đi để con làm. Làm á.
Cháu đi lấy cây về đó. Vâng. Muốn ngủ rồi bác. Ngủ rồi. Kim làm sao vậy? Xem á. Xem này á. Để con xem đi. Cái đầu chị lên được, cái đầu em lên này được là hay nâng lên nữa. Một tí nữa, tí nữa. Được rồi này. Được rồi. Được rồi. Nhưng mà vẫn thấp đấy. Quá nhiều quá nó nặng đi. Đó. Thank you.
vào ấy, nhà tôi làm gì? Không chú, cái này là nhà chị cơ mà. Nhà tôi cơ mà. Không phải đâu chú ạ. Ôi, chú có sai đâu mà. Không phải đâu chú ạ. Cái này là nhà của chị thôi. Cái nhà tôi đâu? Đây nhà tôi cơ mà. Chú nhầm rồi. Chú nhầm nhà rồi chú ạ. Thế tôi, nhà tôi ở đâu? Nhà tôi được không? Không phải đâu chú ạ. Đây của nhà chị thôi. Đi ra. Nhà tôi. Nhà chị ra. Nhà chị ở đâu? Không phải đâu chú ơi. Đi. Không phải đâu. Đi. Không phải đâu. Nhà đây đây nhà. Không phải đâu chú. Đây của nhà chị thôi. Ơi. Đi. Chị đi. Chị đi. Chị đi. Chị đi. Chị có ở đây. Không phải. Chị có ở đây đó. Chị có ở đây đó. Đi nhà tôi thôi. Không phải đâu. Đi. Cái này là nhà chị thôi. Không phải nhà chị. Không phải chú ơi. Đi. Không phải đâu. Khỏi nhà tôi. Đi nhà tôi. Đây là nhà tôi mà. Tôi làm gì nhầm được đó. Tôi không nhầm được. Chị đi đi. Chị. Đây là nhà tôi. Đây nhà tôi. Đây. Chú đi. Đi về. Đi về. Đây nhà tôi mà. Giường tôi đấy mà. Không nhầm con được. Không nhầm nhà rồi con ạ. Rồi. Bây giờ làm sao bây giờ? Ông nhầm nhà rồi. Chú nhầm nhà rồi, chú đi về đi. Chú nhầm nhà rồi. Tôi mà. Không nhầm nhà được con ạ. Ba đi tìm nhà con. Ê Kim, chú nằm đây này. Lại say rượu rồi, nghe nào ông say, đi về thôi. Nhà tôi. Không phải nhà đi về đây thôi, say rượu rồi, nghe nào ông say đi về. Nhà tôi. Tôi. Không phải nhà mình đâu, đi về đi. Rồi, đây nhà tôi đi về mà. Đi về đi. Đây, không nhà phải nhà tôi mình đâu, đi về. Tôi dùng đây đây, đây, nhà tôi mà. Đi về, đi đây. Về. Nhà tôi. Không phải nhà mình đâu, đi về thôi. Chị ạ, đấy, nhà em ngày nào cũng say rượu đấy. Ngày nào em vất vả lắm vậy. Yeah. Nhà chỉ có đâu ơi, chỉ có bảo chú thôi, bảo ban ngày nào cũng say thôi. Uống rượu đâu là vào nhà chị thề nhầm nhà này thôi. Chú không biết là uống rượu đâu mà say mà cứ đuổi nhầm nhà, cứ đuổi chị đi, cứ bảo là nhà của chú đấy. Xong là cứ đuổi mãi chị bảo là không phải đâu, thế mà chú cứ đuổi. Thôi để em đi bảo nhà em xem nhà em nó có về không. Đi về đi, không phải nhà mình đâu, đi về đi. Không phải nhà mình đâu, ngày nào cũng say này thôi, đi về. Đi về đi, không phải nhà mình đâu. Nhà mình đâu, đi về. Đây nhà tôi mà. Đây nhà tôi mà. Đi về. Nhà tôi đây mà. Không phải nhà mình đâu, đi về thôi. Nào đi về. Đi về đi. Chị ơi, em đưa nhà em về với. Đi về, say nhiều lắm rồi. Đi về nhá chú nhá. Đi về nhá. Tao tôi ngủ nhà là chú mày dắt tao đi đâu? Không phải nhà mình đâu, đi về thôi. Nhà tôi mà, tôi đi đâu? Đi về thôi. Đi về nhà chị với chú ạ.
Chú về đến nhà rồi bác? Về đến rồi. Đó. Không biết sai ở đâu mà lại về nhiễu ở nhà mình. Chú hay phơi bóc ở đây nè. Chú hay phơi bóc ở đây thì bác chú cứ nghĩ là nhà của chị quen đường. Nó con nhìn thấy chú phơi bóc ở đấy. Thế. Này. Mình sợ mình khóc à? Bà con làm cái gùi này để mai con đi chợ. Có gùi nó dễ hơn mà cháu. Cái gùi để mai đi chợ có đồng có thu nhập. Lấy hàng đi. Con nghịch làm gì? À, nhìn. Chị ơi, em đến xin lỗi chị. Có gì đâu thứ. Thì nhà bằng xóm ở gần cũng có nhau, có gì đâu. Thứ sai cũng phải bỏ qua thôi. Chị thông cảm cho em đây, ngày nào cũng sai chị ạ. Em khổ lắm. Không lo đâu. Chị cứ từ từ bảo ban chú đi. Chú nó sắp. Chú uống rượu say hay về nhà có tỉnh chú không? Không kìa, về say là ngủ thôi kìa. Vâng, say là ngủ thế là tốt rồi. Say quá nó nhầm thôi. Không cảm thấy em rồi, em khổ lắm. Không có gì đâu, tím ạ. Có gì đâu. Mình cũng thông cảm cho nhau thôi. Ngày nào cũng như ngày nào say rượu này thôi. Cũng khổ nhỉ. Ngày nào cũng say thế này cũng khổ đấy. Nhưng mà chú tỉ bảo ban, nó cách được. Ừ, được. Đi ngủ đi chợ nó cũng tiện. Chắc là chú say rượu kiểu chú hay phơi bóc ở đây nhỉ? Chú hay phơi bóc đây phải không? Nhưng mà chú hay phơi bóc đây nhưng mà lúc nào say rượu thì các cháu. Chú ở nhà có hay uống rượu không hả chú? Chú nhà phải uống thôi cháu ạ, ngày ba bữa chú uống, mỗi sáng thì một cốc, chiều hai ba cốc, cứ ngày ba bữa chú uống suốt vậy. Không bỏ được đâu. Phơi bóc này được không hả? Phơi chả được rồi cháu ạ, rồi nó cũng hàng tuần chưa được một cán mỗi mẹ được một khối không. Ông bà cũng bảo công nhưng mà bộ mình không làm thì không có tiền thôi, cứ làm ngày mấy chục cũng được. Mấy bà cháu làm nhá, thông cảm cho em nhá, em đi về. Em đi về. Không cảm cho em nha. Bà cho con mượn ra. Mấy nhắc thêm nha. Cây ha, nó này. Sao
chưa ngon này. Chỗ này gì lấy bao nhiêu tiền hả gì? Chỗ này gì lấy 100 nghìn. Cảm ơn nhé. Con gì nhá. Mua này về con này. Con này bà. Ui, mua lên có gì con? Cô ơi, cô nhà cô bán dưa rồi cô. Ừ, cô bán dưa. Cô dưa cháu. Một cân bao nhiêu tiền đấy cô? Cân 10 nghìn cháu ạ. Ừ, thế không có cân là cô? Ừ, cô không có cân. Nhà cháu có cân không? Cho cô mượn này. Nhà con có ạ, thế cô đợi con về lấy cho. Cho cô mượn nhá. Cô này. Cô lấy cho con 2 cân dưa ạ. Rồi được rồi con, được rồi. Bán nha. Mua ra đây con. Mua ra đây. Bán dưa một tí không gì nhỉ. Cô ơi, dưa này bao nhiêu tiền một cân ạ? 10.000 một cân ạ. Cô cho cháu 2 cân ạ. Cháu chọn đi xem đây. Bà Ngân lấy mấy cân? Ừ, 2 cân. Ừ. 2 cân. 2 cân. Hết. Nó quả này to nhỉ? To nó ngọt.
Nên ô, mùa lé. Chúng mày ném hết cho ta. Ném hết cho tao đi nghe. Ừ, đi vào trong đi, cửa sắp mưa. Cẩn hết đồ rồi con ơi. Trời sắp mưa rồi, đi vào nhà đi con. Bà không ở đây nữa, không ai có cháu mình. Con ơi, làm thế nào bây giờ? Thank you.
Đây cô xem có buồng nào lấy được thì cô. Dạ vâng. Con trông cháu của cô. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng.
về nhá. Bye. Mình đi bán chuối. Chuối này hơi non nhỉ.
Muốn lấy cái gì nào? Muốn đi nào? Đi nào? Đi mẹ. Đi mẹ. Muốn lấy chút không? Chút không lấy đi. Hôm nay bà chị không ở nhà. Về nhà mẹ đi con. Thôi mẹ, con không về nữa mẹ. Đi về đi, ở đây làm cái gì? Con ở đây với bà, với cháu đi. Về đi, con cứ ở đây này, làng xóm người ta cười cho đấy. Đi, đi, đi về đấy con, đi về với mẹ đi. Thôi con không về nữa mẹ. Mùa này nắng lắm, nhưng mà con ở đây thì cho làng xóm người ta cười cho. Mà con về con cũng chả xin được con cho con cháu để cho nối dõi này kia thôi, thì để cho anh ấy lấy vợ khác nữa mẹ. Con cứ không về là bây giờ làng xóm người ta cũng bảo là mẹ hắt hủi con thế nọ thế kia. Xong là người ta cũng bảo là làm sao mà nó có chồng hẳn hoi mà nó lại cứ đi ở nhà người khác là thế nào? Không ai nói gì đâu mẹ, tại con về con cũng không thể sinh được con. Thì con cứ về rồi là tính. Rồi mẹ. Bây giờ cứ về nhà đi đã. Để cho anh ấy ở nhà đi lấy vợ khác. Bây giờ khăng khăng như thế là gì? Thì giờ làng xóm người ta có biết đấy là cái gì đâu. Cái chuyện đấy là tính sau, bây giờ cứ về nhà đi đã. Không về nó còn ở đây với bà với cháu. Không ai nói gì đâu mẹ con. Đi, mẹ bảo về là về. Con không về đâu đi, mẹ. Đi, con đi về mẹ đâu. Đi. Con không về đâu, con ở đây, con trông cháu cho bà. Mẹ bảo về là về. Về. Không về đâu. Về. Không về đâu. Về. Con còn cháu nữa. Về. Con cháu đây, con không về đâu mẹ. Không ai trông cháu đâu. Cháu ở đây có bà rồi, về. Về đâu. Về mẹ. Con về. Về đâu mẹ, con không về. Về đâu, về. Con không về đâu, con cháu nữa. Bà không ở đây, con trông cháu về. Đâu. Về. Về đâu mẹ. Đi mẹ. Mẹ bỏ con ra. Mẹ bỏ con ra, con về đâu. Mẹ không về hả? Mày không về. 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 Mày không về.
Ông không về. Mày không về. Mày không về tao đốt nhà. Tao đốt nhà. Tao đốt nhà. Tao đốt nhà. Mẹ ơi. Mẹ đây là nhà của con nha mẹ. Mẹ về đi. Mẹ về đi. Không về thật. Không về tao phá nhà. Mẹ. Phá nhà. Mẹ ơi, đây là nhà của con nha mẹ. Mẹ ơi, lúc mày nhà của con xin mẹ. Nhà mẹ đi, con xin mẹ. Mẹ ơi, con nhà của con đâu. Mẹ ơi, mẹ về đi mẹ ơi. Mẹ về đi. Không về. Mẹ về đi. Mày mà mẹ. Mày mà cứ đây tao không tha cho mày đâu. Không tha cho mày đâu. Mày ở đây không tha cho mày đâu. Có chữ mày. Về đi, đến cả nhà của con đâu. Có đấy dạ. Nhà các chị phải trèo lên cây lấy bác già không biết trèo đâu. Dạ vâng ạ. Chị thanh niên cái chịu khó lên cây kia hái được ông như lấy. Vui về đây, đây với anh nha. Dạ vâng ạ.
Nào, ăn mì chôm nào. Mì chôm, con đi hai quả nhá. Mang chút. Không ăn à? Làm được. Thế cho anh ăn nhá, cho anh Cường ăn nhá. Mệt quá.
thân. Ngọt lắm ta ạ. Không có sâu gì đấy. Nó từ đầu luôn này. Có mẹ ạ. Ai có bằng cái mẹ. Quay ngọt đây. Tiền á, thôi quả bao nhiêu ạ? Hai mươi nghìn một túi. Ờ, tôi có còn. Sao? Muốn cũng bán. Yeah. Cô bao nhiêu tiền một cân nhỉ? Đấy, tám. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bin. Lúa này nên gặt rồi. Cái mảnh này chín hơn cái mảnh kia. Chắc lại phải gặt cái mảnh này trước. Chín không cùng nhau, không đồng đều. Chín hết rồi, chín tận cuống bông rồi. Cuống bông xong còn chỉ cái hạt xanh này là hạt lép. Hai cô cháu này đi đâu vậy? Đi con đi bán quả đi ạ. Để ra sân rửa. Ừ. Bây giờ lúa chín rồi, đi về đi. Về về hộ mẹ xong là mai kia đi gặt. Lúa chín lắm rồi kia kìa. Không về nữa mẹ. Không về thì ai hộ mẹ gặt lúa? Thì con cháu nữa. Cháu này mang đi giả bà đó đi. Bà về nhà chưa thấy sang. Không phải con mình đâu mà trông. Đi về nhà mình đi. Đi về xong là mai thì hộ mẹ. Hộ mẹ đi gặt lúa. Về. Không về đâu mẹ. Về hộ mẹ gặt lúa sao lần nào gặp con là mẹ cũng phải lôi kéo kéo là thế nào nhỉ? Đi. Không về đâu mẹ ơi. Về đi. Về. Về. Không về đâu mẹ. Đi về hộ mẹ gặt lúa. Vậy là còn là mai kia gặp lúa. Không về thật tao mang cái thằng bé này về xem chúng mẹ. Mang thằng bé này về xem chúng mẹ. Mẹ, lên nó đi đâu? Mẹ! Mẹ ơi! Tao cứ mang thằng bé này về. Chắc con mẹ ơi! Rồi, thằng Minh bị đâu? Nhà con, về, nó xem mình quá.
thăm ruộng kia em thấy lúa chín xong em về em gặp hai mẹ hai cô cháu nhà nó, em bảo là bảo cháu nó là về hộ em gặt lúa nhưng mà nó không chịu về. Chứ về là em bực quá em lôi thằng bé này về. Sao mà làm thế được? Em lấy thằng bé này về xem là nó có chịu về với em không, về nhà không. Em làm như thế này cháu sợ đấy. Em là em định mang thằng bé này về xem nó có chịu về với em không. Bảo thế nào nó không về, đón thế nào nó không về. Bao nhiêu lần rồi? Là tự bảo xem nào, có về không? Không bảo làm được là bao nhiêu lần bảo rồi. Là bé thế này làm thế này là ảnh hưởng đến cháu đấy, đến bé này đấy. Dỗ ngon, dỗ ngọt nó cũng không chịu về. Em bắt thằng bé này về để xem nó có về theo không. Không được. Đây, giả thằng bé cho bà. Không, mẹ cũng làm thế đâu. Không, đi đâu đây, giả thằng bé cho bà. Xong mày về mẹ. Làm thế đâu. Hồ mẹ ra đùa. Không làm thế đâu em. Không làm thế đây. Làm thế đây, không được. Chị không có quyền giữ nó đâu. Con của em cho nó về. Không làm về nhà làm đùa. Thế này đâu. Mà nó khác từ về, từ về mới được chứ. Chị bỏ ra. Chị không phải giữ như thế đâu. Em làm như thế này là không đúng. Để nó khắc tự về, lúc nào nó thích về nó về. Và làm thế này không đúng tí nào nào đấy. Cái này là con dâu em à? Con em dâu em có quyền, chị không có quyền ngăn cản nó. Em làm mẹ chồng làm như thế này là đúng ạ. À? Em đã đuổi nó đi rồi, nó đã về đến nhà mà xin em không cho vào nhà. Thế là cái gì? Nhưng mà bây giờ là bắt nó về là sao nó thế này nó không chịu về. Bây giờ là không nói nhiều, bây giờ đây là con dâu em có quyền. Chị không có quyền gì can thiệp nó. Không có quyền thì can thiệp em. Con dâu em, con em mất tiền mua gạo đổi em cưới về. Tại sao lúc đấy mà của em? Đứa cháu đã xin về nhà, bảo mở cửa cho vào nhà, không cho đuổi nó đi là bây giờ là cái gì? Lúc đấy láo. Bây lúc giờ đấy nó láo là em không thể tha thứ cho nó được. Nhưng mà bây giờ là em nguôi giận rồi. Với lại bây giờ lúa chín này em cần nó về để mà gặt lúa. Cho nên em phải đi đón, em thấy gặp nó về là em đón nó về. Bao giờ là lúa chín là cần nó mới lôi nó về cái gì? Em lúc không là... cần biết, nhưng mà đây là con dâu em có quyền. Về, về. Nhá, em đi về. Không đúng đâu. Không, không nhá. Cứ để con à, em, nhớ, con nhớ, em có quyền. Chị này, chị này, chị này, chị này, chị đi với bà. Đi con em, tí là con em, con ăn xem nào. Ừ, con em, gia đình em, chị không có quyền đâu. Nhưng mà làm cái em không làm. Nói bảo về là về. Về. Bảo không nghe. Hai công an không làm gì được em đâu, bởi vì là chị không phải mẹ đẻ của nó. Con phải mẹ đẻ như thế này. Hôm nay mẹ gặp con không có mẹ. Chị cũng không làm thế này, chị cũng không đúng lắm. Chị thấy cũng không đúng, làm như thế này cũng không đúng. Mày chị khắc khuyên nó vậy. Nhưng mà em nói thật với chị không phải mẹ đẻ nó, chị không có quyền đâu. Nhưng mà không phải mẹ đẻ, nhưng mà cứ làm như thế này, chị nhìn cũng không đúng. Giờ em không nhưng mà con người cơ mà phải mới làm thế. Được rồi, bây giờ em nghe chị nhá. Mấy hôm nữa em gặp mà cháu nó không về gặp cho em thì chị là người chịu trách nhiệm. Vâng. Được. Em không nói nhiều đâu. Nhưng mà đi kho đừng có mà hành hạ nhá. Người thế này. Đi về thôi. Mày về thì xem thế nào đấy, đi về. Hôm nào bà mới về bà? Hôm đấy, bà cũng đi về với các cô cháu. Hôm nào bà cũng đi về với một nhà. Hôm bà về mẹ chồng con cứ sang luôn bà. Đi về đi, về xem. Bà về thôi, mẹ chồng con bán sang đây thôi. Dạ. Không phải biết làm thế nào nữa. Mẹ chồng của cháu làm sao mà như thế này. Con ở đây nữa, con xin phép bà con đi về bên ngoài thôi. Con ở đây mấy hôm với bà thôi, xong là con đi về với bà, con đi về bên ngoài thôi. Mấy hôm bà đi về xong mẹ chồng con toàn sang đây phá, còn định đốt cả lều nữa bà. Thế à? Vâng. Thế nhỉ? Bà đấy làm sao mà kỳ thế mà cần nhiễu thế nhỉ, nhiễu con dâu thế. Nhiễu thế thì là cháu có đi về
quê ngoại là về thôi. Vâng, mấy hôm mới về? Hai hôm nữa không về được ạ. Hai hôm nữa về ạ? À, thế là con đi về thì về thôi. Mà nhưng mà bà con về một hôm hai hôm nó làm một tí cái ruộng mặn thì nó xong. Thế con trông môn cho bà một hai hôm cho bà làm xong rồi con về bà. Vâng. À, thế là hai cô cháu thì làm cơm ấy ăn thôi. Thế bà đi về một hai hôm xong bà lại về đây trông môn để chỉ môn đây để làm công ty về. Vâng. Bây giờ cũng sắp tới rồi. Hai cô cháu cứ làm cơm ăn đi. Giờ bà đi về một hai hôm bà hãy xuống để mà trông môn. Vâng, cháu cứ đi về. Bà đi về nhé. Vâng. Nhớ ơi, muôn bẻ được cả ngó. Mà chê đầy rồi con ạ. Rồi, về mình đi bán đi.
đây nha. Vâng. Vâng, ngủ ở đây. Ây da, thằng bé này cũng như cho mẹ đi bán à? Chuẩn chê nhỉ, nóng lắm nhỉ. Về nhá. Một ký thôi, sắp hết rồi, sắp hết rồi. Một ký thôi, nên ai mua ngô nhỉ? Bảo về đi gặt lúa thì không gặp. Đi bán thế này thôi. Bảo về nhà không về. Bây giờ đi về nhà với mẹ xong là mang cả ngô về. Đi về nhà để đi còn đi gặt, mai đi gặt. Đi gặt lúa thì có cơm, có gạo mà ăn chứ đi bán cái này thì bao nhiêu cho nó đủ. Là mẹ gặt rồi con về. Nói thì cứ nhem nhẹm mà cãi thôi. Về đi, về đi. Về cái gì thế, đưa thằng bé đây xong là dọn ngô xong để về đi. Đưa đây, mẹ đưa đây, đưa thằng bé đây. Không. Xong là dọn ngô xong là đi về mẹ đi. Mẹ. Dọn ngô mà, đi về. Cháu nó sợ mẹ ơi. Đưa đây. Mẹ. Cháu nó sợ đâu nè mẹ. Đưa đây. Không. Mẹ bỏ ra đi, làm thế cháu nó sợ. Này chị không về à. Này. Không về ạ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ. Này. Mẹ không về. Không về. Mẹ. Nói không được. Nói không được này. Bán này. Bán này. Bán này. Có nhà không về. Bán này. Bán này. Này. Bán này. Nói bảo về không về. Bướng. Bướng. Nói không được. Có nhà có cửa không về. Cứ thích ở thì phơi mặt ra đường này. Cho làng cho xóm người ta nhìn. Cho thiên hạ người ta nhìn cái mặt của cô nó đẹp lắm. Mặt đẹp lắm. Nói cả về là không về nhá. Tôi nói cho cô biết đấy. Mà trường cái mặt ra đường là cái đồ không biết xấu tha, biết xấu hổ, cái đồ mất nét. Không biết đường xấu hổ. Nói là không được là tôi nhìn cái mặt của cô rồi tôi chắc. Nói không nghe. Nói không nghe.
bây giờ còn ngồi đấy khóc à? Hả? Ngồi đấy khóc à? Một bán mặt của tao đi à? Không biết cái đồ, không biết xấu hổ, hư thân mất nết. Giờ có đi về không? Bán lại giờ có về không? Không về đâu. Thế thì không về đúng không? Vâng. Đồ hư thân mất nết. Có thế.
Chín á? Chín rồi. Ăn ngô nhá, ăn ngô xong mình đi tìm bà trong nhà bà ở đâu nè. Xong cô đi về thôi, cô ở với Môn được rồi. Con bà Loan cần về nhiều mà, cho cái chó mình thôi. Trong Môn nhé, con đi về đấy. Con đi về á? Để chồng con là cuối con lắm thôi, con về thôi mẹ. Thế à? Bà, để ngày mai bà mới sáng. Cô đi về á? Mấy? Cô thương quá nhỉ. Về nhá, nhiều quá. Con là mấy bà nhá. Con về nhà tao không vào nhà. Vào nhà với mẹ. Con khổ quá mẹ ơi. Con về nhà với mẹ đi con. Con đi nói chuyện với mẹ đi. Con về làm sao con? Con về nhà với mẹ nhé con nhé. Mẹ thương con lắm. Con chị nói chuyện với mẹ nhé con nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con bị sao con lâu lắm con cái về nhà với mẹ đây. Con sao mẹ? Lâu rồi con về mẹ có thế mà mẹ. Con xin lỗi con về với thằng mẹ rồi. Nhà có gia đình có việc gì không con? Không. Sao con lại không? Mẹ con không có con, nhưng mẹ chồng ngồi con ra khỏi nhà, con có chỗ nào để đi cả mẹ. Con về nhà ở với mẹ nhé, con nhé. Mẹ xin con lắm, nhưng mà con bảo con không có con thì về ở với mẹ nhé. Vâng. Con về ở với mẹ, mẹ như con về không có bạn ở. Dạ, con về đây con sợ mẹ chồng con lắm, mẹ chồng con ra đây con nhất thắng ra rồi nữa mẹ ạ. Con bây giờ con cứ ở với mẹ nhé con nhé. Bây giờ anh chị cũng đi làm hết rồi, mẹ ở mình một mình độc thân, mẹ cứ ở mình nhiều hơn, cũng các con những lâu với các con, những cho các con để con mẹ được vệ lắm cuộc sống của mẹ, để con nó cũng làm lên một chữ. Nếu mà mẹ chồng với chồng bỏ con thì con về lại ở với mẹ. Chồng con thì đi làm suốt chẳng về nữa. Nhà thì mẹ chồng bắt con uống thuốc để có con, mà chồng con không ở nhà mẹ. Con chồng đi làm thế nào? Thì con ngày con tẩm bảo mẹ mẹ không biết, mẹ cứ ở nhà cứ phủi ở nhà, mẹ cũng không biết các con vất vả như thế. Mẹ cũng con cũng muốn nói nhưng mà sợ mẹ buồn, con xin lỗi mẹ, là mẹ buồn rồi mẹ ơi. Thì con lại ở mẹ nhưng con mẹ cũng thương con.